Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ạ. Con kính chào cô cũng là mọi người ạ. Con thưa cô là sau khi nghe về cái việc mà cô chia sẻ về vấn đề xuất gia ạ, thì con có một thắc mắc là có trong đầu con có một cái viễn cảnh là nếu mà cái người người ta có chính nguyện đi xuất gia ấy, thì họ sẽ đối diện với cha mẹ họ như thế nào để họ có thể xin phép được đi. Còn bởi vì con thấy là nó không đơn giản như việc là chúng ta nói bố mẹ là bố mẹ con đi xuất gia nhé, và bố mẹ đồng ý và chúng ta sẽ về chùa xuất gia. Như thế con nghĩ là nó đơn giản, và con nghĩ là có rất nhiều người mà như cô vừa chia sẻ là có những sư ông trước khi đi xuất gia thì bố mẹ ngăn cản, nhưng sau khi đi thì bố mẹ lại được về chùa. Thì con có thắc mắc là mình làm thế nào để mà khi mình đi xuất gia thì để được thành tựu cái việc mà mình đi xuất gia ấy, mình đối diện với cha mẹ như thế nào? Xin chiên cô ạ. Cô rất cảm ơn câu hỏi của em. Và câu hỏi của em cũng là một cái trăn trở của rất là nhiều bạn trẻ. Thế thì mỗi người đi xuất gia đều có nhân duyên khác nhau. Có người thì cha mẹ đã hiểu đạo, cho nên biết rằng xuất gia là nơi mà con mình được hạnh phúc nhất, cho nên họ đồng ý ngay và động viên. Thấy không? Đó là một trường hợp mà rất là thuận duyên, rất thuận duyên. Tức là cha mẹ là người giác ngộ, biết rằng nơi đó con mình sẽ được hạnh phúc và biết rằng con mình sẽ làm một việc hữu ích ngay trong cuộc đời này cho số đông, và nhiều cuộc đời sau sẽ mang lại hạnh phúc cho số đông, và con mình được an toàn trong đời này và an toàn trong nhiều đời khác. Đó là đối với trường hợp cha mẹ giác ngộ. Còn trường hợp mà cha mẹ không giác ngộ thì đương nhiên là cha mẹ sẽ ngăn cản. Cha mẹ thế nào gọi là không giác ngộ? Giác ngộ tức là đúng về một sự việc gọi là giác ngộ nhé, hiểu đúng tức là của nó thế nào thì mình hiểu đúng như thế gọi là giác ngộ. Đấy, em rõ như này chưa? Thế thì cha mẹ của chúng ta, những người đang ngăn cản chúng ta là họ chưa hiểu đúng về khổ, về hạnh phúc, chưa hiểu rõ, chưa hiểu đúng như thế. Họ nghĩ rằng chúng ta phải không được chơi với bạn bè, không được đi ăn đi chơi, phải không? Đấy, không được nói năng một cách thoải mái, không được gọi là không được hưởng những thứ ở đời, thì họ cho đó là khổ. Bởi vì họ không biết được khổ là thế nào, cái nào được gọi là khổ, và kiếp này rồi có kiếp sau, và cái khổ đó nó sẽ như thế nào, cho nên họ không biết, cho nên họ ngăn cản chúng ta. Họ muốn chúng ta ở đời có vợ có con, bởi vì họ biết đó là sướng nhất rồi. Có ví dụ như là cái ví dụ lúc trước của cô, lúc đầu mình ăn quả táo, mình thấy quả táo ngon là thích nhất rồi. Nhưng đến lúc mình thấy quả cherry nó ngon hơn, mình bảo quả cherry ngon hơn. Nhưng bố mẹ mình mới biết quả táo thôi. À, thì bố mẹ bảo mình là chỉ ăn quả táo thôi, quả táo là ngon nhất rồi, không còn đâu ngon hơn được nữa rồi. Xong rồi đến lúc mà cuộc đời mình khổ quá mà, khổ quá, thì bảo chứ trời sinh ra thế, cố mà chịu con ạ, à, biết làm sao bây giờ. Đúng không? Đúng thế. Trời sinh ra thế rồi, số phận nó thế rồi, cố mà chịu chứ biết làm sao. Thôi thì con gái như hạt mưa sa, đúng không? Hạt nào mà rơi ra cánh đồng thì tốt, mà hạt nào mà rơi vào bãi phân trâu thì cố mà chịu chứ biết làm sao, đúng không? Bố mẹ mình, giờ mình phải hiểu đã, để cho tại sao bố mẹ mình ngăn cản mình, là do bố mẹ mình tưởng rằng đi xuất gia nó là mình bị cái gì đó khuyết tật về suy nghĩ, đúng không? Khuyết tật về tâm lý, suy nghĩ chưa hoàn thiện, tâm lý có vấn đề, phải không? Cho nên là tại sao nó lại chạy bỏ rời khỏi cuộc đời này? Chắc là con mình nó bị làm sao rồi. Một là nó bị tự nó bị khuyết tật về tư duy suy nghĩ, tâm lý. Hai là nó bị dụ dỗ, phải không? Bị dụ dỗ, chắc là các ông thầy dụ dỗ nó đó. Thế thì chúng ta làm sao phải thanh lý được hai cái này cho cha mẹ, phải không? Chúng ta thanh lý được nó, và đương nhiên khi chúng ta thanh lý thì chúng ta không nhất thiết đối phương phải chấp nhận, bởi vì sự thật không cần phải ai công nhận, nó vốn dĩ là sự thật. Cô có một cái nguyên lý đó. Sự thật nó vốn là sự thật, không phải bố mẹ mình công nhận sự thật nó mới là sự thật. Không phải bố mẹ mình công nhận đời sống tại gia là hạnh phúc, là đời sống tại gia phải hạnh phúc.
Phải không? Không phải như thế. Không phải Đức Phật bảo đời sống xuất gia đưa đến hạnh phúc là nó sẽ đưa đến hạnh phúc, mà là bản chất nó là hạnh phúc thật. Phải không? Trên sự thật không cần phải ai nhận định về nó, nó vốn dĩ là sự thật. Chúng ta luôn luôn hiểu điều đó thì chúng ta không bị chướng ngại nhé. Thế thì ở đây chúng ta sẽ giải thích cho cha mẹ mình về việc cái gì là hạnh phúc, cái gì là đau khổ. Một cách có tư duy để bố mẹ mình không bảo mình bị khuyết tật về tư duy, đúng không? Và mình sẽ trình bày cho bố mẹ mình về cảm xúc yêu đương ở đời, cảm xúc tham muốn dục ở đời mình có, không phải không có. Nhưng mình có lý trí, mình có tư duy sáng suốt là ở đó đem đến đau khổ, bất toàn, không đem đến hạnh phúc cho con. Như vậy là mình loại được hai cái phần là bố mẹ mình lo lắng cho mình là tư duy khuyết tật, cảm xúc, tâm lý khuyết tật. Loại luôn, phải không? Thế và chúng ta quyết định ra đi. Thì như thế là cha mẹ không lo cho mình, chẳng qua chỉ là cản thôi. Nhưng cái cản đó nó qua đi rất nhanh, không sao cả. Như Thái tử Tất Đạt Đa, khi Ngài ra đi với một cái trạng thái tâm hoàn toàn thanh cao, Ngài nói với vua Tịnh Phạn, Ngài phải quyết tìm ra con đường hạnh phúc. Nếu ở nhà thì vua cha có cho con được không phải sinh, không phải già, không phải chết không? Vua cha có thể cho con rất là nhiều vàng bạc châu báu, nhưng vua cha không thể nào cho con được thứ không phải già, không phải bệnh, không phải chết. Cho nên tuy rằng Đức Phật bỏ đi giữa đêm, vua cha Tịnh Phạn phải ngất lên ngất xuống, phải lấy nước đổ vào mặt bao nhiêu lần mới tỉnh được. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Phải không? Đến cuối cùng thì chính vua cha Tịnh Phạn được giác ngộ và đắc quả A-la-hàm. Đấy. Thế thì chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta đã được phân tích cho cha mẹ rồi thì cha mẹ sẽ yên lòng. Chỉ có cái là không muốn ta đi thôi, chứ không nghĩ sai về ta. Vua Tịnh Phạn cũng không nghĩ sai về Thái tử Tất Đạt Đa, và biết con mình đi một cách thanh cao, đi một cách đúng đắn, phải không? Cản thì là việc cản, nhưng cái biết rõ vẫn là biết rõ, thì cái đấy cha mẹ không đau khổ, đúng không? Và chúng ta cảm quyết và chúng ta phải vượt qua sự ngăn cản này. Điều đó Đức Phật làm thế nào chúng ta làm như thế, phải không? Đức Phật cứ làm thế nào chúng ta làm như thế, bởi vì cái đích của nó là tốt đẹp, không sao hết nhé. Cho nên cái công đức của mình nó khiến cho người ta thay đổi. Tức là mình được người ta nhìn nhận thế nào là do phước báo của mình nhé. Cho nên mình thay đổi thì người ta nhìn nhận về mình nó thay đổi, phải không? Cho nên không phải lo điều đó nhỉ? Hoàn toàn không phải lo điều đó. Cái điều đó thì đối với cha mẹ mình chưa hiểu. Mà kể cả là có con gái cho đi lấy chồng, cha mẹ mà chả khóc à? Phải không? Cho nên là bao giờ cái ái nó chia lìa, nó cũng có nước mắt nó rơi. Thế nhưng giọt nước mắt rơi là liều thuốc bổ đấy. Cô đã chia sẻ trong một cái video là giọt nước mắt là độc dược hay giọt nước mắt là thuốc bổ. Thì giọt nước mắt để cho con đi xuất gia nó là thuốc bổ. Nó khiến cho cha mẹ dứt hẳn những nỗi lo, phải không? Được yên bình. Còn cái sự ái chia lìa nào chả có nước mắt nhé. Đó, thế cho nên là em cứ yên tâm. Nếu như có xuất gia thì Tam Bảo sẽ gia trì cho mình được bình an và cha mẹ được bình an. Chỉ sợ nhất bản thân mình không quyết tâm. Bản thân mình không quyết tâm. Bản thân mình bị thất bại trước sự cản trở thôi. Còn mình vượt lên sự cản trở đó thì mọi thứ về sau đều là tốt đẹp. Bởi vì điều tốt đẹp, tư duy tốt đẹp thì kết quả sẽ tốt đẹp nhé. Đó. Và cái điều đó đã được chứng minh bằng các bậc thánh của chúng ta. Đấy, Ngài Xá Lợi Phất là cha mẹ có cho đi tu đâu, phải không? Đấy. Thế rồi Ngài Ca Diếp nữa. Thế rồi chúng ta ở chư Tăng đây là đa số là cha mẹ không cho đi đấy chứ. Sư ông Bảo Việt nhà mình ấy, các em biết sư ông Bảo Việt còn bỏ đi trong đêm luôn. Đi trốn. Đi trốn đấy. Sư ông Bảo Thành đi tu còn bị bố còn mang dao vác còn đuổi cơ. Đến bây giờ lại mọi việc trong gia đình là còn các ông về làm lễ cho đấy chứ, cả họ hàng nữa chứ. Đấy. Thế có phải là cái kết quả rất tốt đẹp. Nhưng lúc đi là bị mang dao đuổi đấy, từ mặt đấy.
Thế mà xưa ông cứ kiên trì kiên trì. Thế mà có lần về thăm còn chính bố là người vác dao đuổi, bây giờ còn đi sắp chỗ cho xưa ông. Đấy, thế có phải là điều tốt đẹp? Thế thì bây giờ lúc đầu thì bố là như thế, nhưng bây giờ bố cứ hướng đến con như thế là tự nhiên phước báo của bố tăng thôi, phải không? Cái chữ hiếu mình được trả tốt đẹp nhá. Cho nên chúng ta vượt qua trở ngại bằng phước báo ban đến cho gia đình mình rất tốt đẹp nhá.